Alo, chào cả nhà của mình cùng các bạn. Hôm nay mình đi đến Berlin, mà nơi cái nơi khác nè, để đến tham quan, quay các cái cảnh này. Nhìn cái cây này, vừa đậu xe ở đây thì cái cây nó đẹp quá, cho nên là mình muốn quay lên cái cảnh quay này, cái cây này đẹp tuyệt vời chưa nè. Đây đẹp chứ hả, trước cái nhà của họ mà cây cảnh cây kiểng như vậy đó, đẹp dễ sợ. Nên vừa đậu xe xuống thấy cái cây như vậy là đẹp rồi, thấy đẹp rồi. Đó, cảnh đẹp, cảnh đẹp tuyệt vời cho cả nhà cùng các bạn ơi. Đó. Đây. Mình sẽ đi đến đây mình quay cái cảnh này chút xíu, làm quay ké miếng mà. Bị đẹp quá mà. Ở phía trước nhà ta mà nó đẹp dữ vậy đó, cái cây kiểng đẹp dữ ha, đẹp tuyệt vời luôn ha các bạn. Cái nhà của mình cây quá đẹp quá. Bây giờ đi, đi lên cảnh mới này để mình lên cái YouTube Facebook á, thì mình sẽ biết cái tên nha. Trời ơi, cái cây mà nó đẹp dã man luôn á. Ở trong nhà người ta họ trồng mà nè, hàng vườn hàng loạt vậy đó, đẹp quá đi, đẹp quá ha các bạn ơi. Đây nè, đây quay ké này, quay ké miếng này, đẹp trời ơi, quá đẹp lạ lịch lùng như này, đẹp quá hay các bạn ha. Đây quay ké miếng đẹp quá. Đây đi quay tiếp tục. Đẹp tuyệt hảo chưa? Rồi đi. Giờ mình đi quay. Đi vô cảnh trong đó mình quay tiếp tục nha. Hôm nay á ngày thứ hai. Hôm qua chủ nhật ngày 6, hôm nay thứ hai. Ngày mùng 7 rồi, mùng 7 tháng 6. Nên là cứ rảnh được ngày nào thì lo đi quay kia, quay các nơi với lại đi du lịch để chiêm ngưỡng các cái cảnh nào đẹp thì cho mọi người cả nhà của mình cùng chiêm ngưỡng cùng luôn. Đẹp dễ sợ, nó đẹp chi lạ như cảnh tiên. Trong máy thì không biết mình quay thì các bạn thấy nó đẹp không, chứ ở ngoài thấy nó đẹp tuyệt luôn á. Trời ơi, trong nhà ta đã dễ sợ, cho trong nhà họ ngưỡng đẹp dữ như này, đẹp quá hả các bạn, đẹp ghê xơi nó số vô được ba nè. Rồi mình sẽ đi quay tiếp tục nha. Đây toàn là cảnh tuyệt vời không. Cứ trước mặt nhà ta là cái đậu xe đó, rồi có cánh cửa họ ngồi thì hoa đồ nó mọc mà cây cối nó tùm lên, đẹp kim cũng đẹp, đẹp dễ sợ luôn các bạn, đẹp không, đẹp quá chưa. Đẹp quá trời. Này mình đang đi ngoài đường là mình thấy những cái cảnh nó đẹp quá nên mình quay đó, mình chưa có vô cái park ở trong đó, cái công viên ở trong đó nữa. Mình đang đi bộ ở đây mình quay. Tuyệt vời. Đang đi quay tiếp tục với cả nhà của mình cùng các bạn. Bây giờ mình mới lên đến đây mà mình thấy tút ngoài kia là nó đã có còn một con sông rồi không. Bồ hồ sông ở phía sau cái cây đó đó, đi đi thẳng ra đó. Bây giờ mình sẽ đi tiếp tục quay cho các bạn cùng cả nhà của mình nha. Không, đó là một con sông đó. Sông hay bồ hồ gì ngoài đó mà nó nhìn nó đẹp lắm kìa. Nè các bạn.
Đi mùa hè mà thấy cảnh như vậy thôi thấy thấy sướng mắt hả các bạn ha. Vậy cho mẹ mình cũng được coi mình đang ở bên này, cái nước bên này nó ra sao, đẹp như thế nào, để coi quay lên cho cả nhà cùng xem, và các bạn mọi mọi nơi, một lúc mọi nơi bất cứ ở đâu, thì mình đang ở bên nước Đức, tại nước Germany. Nước này thì nó phong cảnh đẹp vậy đó. Ô, cái ghế đẹp chưa nè, trong quán người ta bán nữa kìa, xinh ha. Này đi cảnh này cảnh khác nữa đó, đi tới 2 tiếng hồ mới tới đây luôn á. Nên đi cảnh này xa nên là đi quay các cảnh đẹp các nơi ở tại nước Đức cho cả nhà cùng các bạn cùng chiêm ngưỡng nha. Sau này có già rồi không có đi được tới mấy nơi này, không đi được tới mấy nơi này thì mình cũng bật lên coi làm kỷ niệm. Rồi bắt đầu vô con sông nha. Đi, trời ơi cái cây cổ thụ kìa, chi mà nó tuyệt hảo luôn vậy đó. Nhưng mà không phải một nơi này, ở tại nước Đức là nó vậy đó. Xô xít. Wow, xô xít chưa? Đẹp chưa các bạn cùng cả nhà của mình ơi. Đó mình đứng ở trên này, trên cái chỗ cái bậc này á, mình nhìn xuống thấy cái con sông nó tuyệt hảo chưa, tuyệt hảo vậy các bạn. Ngồi xuống mình quay lên nè cho nó đẹp. Đó mình đang ở tại con sông này. Chắc có lẽ mình mua vé đi phà qua quá. Nói chung là bên Đức là nó khác biệt với mình, là ở đâu cũng có cây cảnh, cây kiểng, hoa đó. Tuyệt vời quá. Đây mình đang đi 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 vô cái cảnh này nữa. Từ bên bên này mà quay tút qua bên kia. Nhìn nó đẹp như mộng mơ vậy sợ. Đẹp ha, cả nhà của mình cùng các bạn, để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng cảnh ở tại nước Đức. Cảnh là tại nước Đức là như vậy đó. Mình đang ở nước Đức nè cả nhà, chào cả nhà cùng các bạn của mình. Have a good time and vacation today. Me Nguyễn Ngọc Ganh make vacation and then in Germany, in Berlin, in the city Berlin. I will somewhere, I will. Mọi người có nhìn thấy mình không? Mình người học danh nè, hôm nay mình á, mình đi quay các cái cảnh ở tại Berlin này á. Cái chỗ này là nó xa với ở cái nhà của mình cũng cách 2 tiếng hồ, sáng giờ đi mà giờ này mới đến, nên là bây giờ đi vô đây cái bắt đầu mình quay các cái cảnh mới nữa cho các bạn cùng xem nha. Mà cái cảnh này là mới chứ không phải ngày hôm qua là coi quay cảnh khác, hôm nay cảnh khác ở tại cái thành phố Berlin, nhưng mà nó có cái nơi khác. Giờ mình các bạn ở cái nhà của mình thấy mình người Nhật anh có rõ không. Giờ mình đi quay để chia sẻ cho cả nhà cùng các bạn cùng xem nha. Nếu mà cái video Minh Nguyễn Organ mà có interest thú vị thì vui lòng nhắn đăng ký với lại bấm chuông cho các bạn, mỗi tuần đều có một cái video mới lên cho các bạn cùng cái nhà cùng xem nha. Rồi bây giờ Minh Nguyễn Organ đi quay tiếp tục đi. Đi. Quay tiếp tục.
đi. Trời ơi, đi ra ngoài, đi càng đi ra là càng thấy thuyền quá trời luôn. Thuyền quá trời luôn. Ta chèo thuyền ngồi kìa, yên bình lắm các bạn. Nó rất là yên bình luôn. Wow, so sweet. Sang chưa? Đẹp chưa các bạn? Can you help me? I stay there. No, no like this. Đây. No, no like this. No like this.